Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ trình bày cho chúng ta một cái ví dụ cụ thể liên quan đến cái dạng bài là tìm m để phương trình bậc 2 có hai nghiệm dương phân biệt nhá. Đây là dạng bài có hai nghiệm dương phân biệt. Thế trước khi đi vào giải cái ví dụ cụ thể thì chúng ta phải nhắc lại lý thuyết xem. Một cái phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 nó có hai nghiệm dương phân biệt khi nào? Điều đầu tiên đó là gì? Delta nó phải dương để cho nó có hai nghiệm phân biệt đã. Rồi thế nào? Tổng của nó phải dương và tích của nó cũng phải dương. Hai số dương thì tổng dương tích dương. Rồi thế sau đó người ta sẽ chuyển thành cái biểu thức để làm bài là gì? Đây, trừ b trên a lớn hơn không và c trên a lớn hơn không. Đúng chưa? Chúng ta đợi thêm một xíu nha. Từ đây sang đây là vì sao? Từ đây sang đây là định lý VS. Định lý VS. Chúng ta phải nhớ. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ thì sẽ bắt đầu với cái ví dụ cụ thể này. Chúng ta có thể lựa chọn cách là chép đề bài, chép lại công thức, dừng hình cái video này lại, làm bài đi, làm mấy phút sau đó lại cho nó chạy tiếp, xem thầy chữa, rồi so kết quả xem là chúng ta làm có giống thầy không, hay là thầy làm sai ở đoạn nào không nhá. Ý đầu tiên thầy xử lý này, cái delta phẩy bằng, đây delta phẩy thầy nhắc cái rồi, b phẩy bình trừ ac, b phẩy là một nửa của b, tức là nó là m cộng 1 tất cả bình phương trừ đi AC 1 nhân trừ M cộng 5. Vậy chỗ này sẽ bằng M bình phương cộng 2M cộng 1 cộng M trừ 5 bằng M bình phương cộng 3M trừ 4. Mình cần cái này nó phải dương. Đến đây chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta có thể bấm máy. Bạn nào mà có cái máy tính giải được bất phương trình bậc 2 thì chúng ta bấm luôn cho nhanh, đó là làm trắc nghiệm. Hoặc là trong những lúc mà chúng ta cần kết quả thôi thì làm như thế cũng được, và nếu thầy cô cho phép. Còn nếu không thì chúng ta trở lại cái cách truyền thống là gì? Chúng ta bấm máy hoặc là chúng ta giải bằng tay, nhưng mà chỉ là giải phương trình thôi, để nó ra được một cái m bằng 1 và một cái m bằng trừ 4. Thì cái này sẽ viết thành là m trừ 1 nhân với m cộng 4 lớn hơn 0. Tích của hai cái ngoặc lớn hơn 0. Chúng ta sẽ có hai trường hợp. M trừ 1 dương, m cộng 4 cũng dương. Rồi, m trừ 1 âm, m cộng 4 cũng âm. Chúng ta giải ra nha. Trường hợp trên này là gì đây? M lớn hơn 1, m lớn hơn trừ 4. Thì ta lấy cái gì? Vừa lớn hơn 1 mà lại vừa lớn hơn trừ 4. Hãy lấy m lớn hơn 1. Được chưa nào? Thế dưới này, m nhỏ hơn 1, m nhỏ hơn trừ 4 đồng thời xảy ra. Vừa nhỏ hơn 1 mà lại vừa nhỏ hơn trừ 4 thì phải lấy cái nhỏ hơn. M nhỏ hơn trừ 4. Như vậy, đây chính là điều kiện delta. Chúng ta cứ để đó nhá. Rồi, chúng ta đánh dấu đây là mục 1. Bây giờ ta xử lý cái phần thứ hai, đó là trừ b trên a lớn hơn không, trừ b, trừ b trên a lớn hơn không, trừ b trên a lớn hơn không, tức là m cộng 1 phải lớn hơn không. Vậy chỗ này sẽ giải ra là m lớn hơn trừ 1. Rồi xong, đánh số đây là cái thứ hai. Ý thứ ba mà chúng ta cần giải quyết. Đây. C trên A lớn hơn 0. C trên A. C trên A lớn hơn 0. Tức là trừ M cộng 5 lớn hơn 0. Chúng ta viết ngược lại cho dễ hiểu. 5 trừ M lớn hơn 0. Tức là M. 5 trừ M mà lớn hơn 0. Tức là M nhỏ hơn 5. Đánh số đây là mục 3.
Cuối cùng, chúng ta sẽ kết hợp cả ba cái phần này lại, xem ra m như thế nào. Đây. Cuối cùng, từ 1, 2 và 3. Chúng ta sẽ có cái hệ điều kiện là gì? Delta thì yêu cầu m lớn hơn 1, m nhỏ hơn trừ 4. Tổng dương thì ra m lớn hơn trừ 1. Tích dương thì ra m nhỏ hơn 5. Rồi. Chúng ta có thể vẽ trục số ra để làm cho cẩn thận cũng được, nếu bạn nào quen làm với trục số. Còn nếu không thì chúng ta có thể tự suy nghĩ nhá. Ngoặc nhọn tức là đồng thời nó phải thỏa mãn. Nào bây giờ ta suy nghĩ. Vừa lớn hơn trừ 1 với lại vừa lớn hơn 1 thì mình phải lấy cái gì? Nó phải đồng thời nhá. Vừa lớn hơn 1, vừa lớn hơn trừ 1 thì mình phải ra là m lớn hơn 1 chứ. Bởi vì khi lớn hơn 1 thì tự khắc nó sẽ lớn hơn trừ 1. Còn ngược lại, mà lớn hơn trừ 1 thì chưa chắc nó đã lớn hơn 1 đâu. Lớn hơn trừ 1 thì có thể là số 0, nhưng số 0 thì đâu có lớn hơn 1. Mà đây là ngoặc nhọn, tức là phải đồng thời xảy ra. M lớn hơn 1, được rồi. Thế bây giờ m nhỏ hơn 5, lớn hơn 1, nhỏ hơn 5. Được. Nhỏ hơn 5. Đó. Còn cái trường hợp nhỏ hơn trừ 4 này thì ta phải hiểu là ta bỏ nó đi này. Nhỏ hơn trừ 4, bỏ đi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu m nhỏ hơn trừ 4, làm sao có thể kết hợp với m lớn hơn trừ 1 được? Cái này với cái này này, làm nó ra cái chỗ này là mâu thuẫn. Đó, vậy kết quả cuối cùng đây. Đây chính là kết quả cả bài. Được không nào? Đó. Nha. Rồi, chúng ta xem đi. Xem thầy giải có chính xác không? Có chỗ nào chúng ta thấy băn khoăn, thắc mắc hay là thầy giải nhầm thì chúng ta cứ bình luận vào trong phần bình luận, thầy sẽ xem lại. Hoặc chúng ta cần thầy làm thêm video về phần nào, chúng ta cũng có thể yêu cầu vào đó. Thầy có thời gian thì sắp xếp để làm. Nha.